Ông giàu không? Hả? Ông còn nhớ con không? Nhớ. Nhớ hả? Mới suy nghĩ rồi mới nhớ nè. Mới suy nghĩ mới nhớ luôn hả? Ờ. Bữa nay bán được không ông? Cũng hơi chậm rồi. Hơi chậm hả? Tại gần Tết rồi. À dạ, người ta về quê ông ha. Đúng rồi. Dạ. Ông ơi, hôm bữa con chia sẻ con giới thiệu xe cháo của ông á. Thì có cô Ngọc ở nước ngoài á, cô có gửi tặng ông 1 triệu đồng để ông ăn Tết nha. Rồi, thì con qua đây gửi lại với ông. Rồi. Ông cứ cẩn thận nha, 1 triệu của cô Ngọc. Ngoài ra thì con có một chai dầu của cô Anh ở Cali á, con gửi ông để ông có đau lưng đau nhức gì thì sức nha. Dạ, con chúc ông nhiều sức khỏe nha. Rồi, cảm ơn con. Dạ. Ngoài con gửi tiền cho ông, ngoài những ai mà thương ông mà đến gửi tiền cho ông, những ai mà kêu ông gửi tiền cho người ta rồi người ta làm phí để mà chuyển tiền này kia thì không bao giờ gửi nha ông. Rồi. Nghĩa là ai mà thương mình thì đem tiền tới cho mình. Còn khi con đưa chú chú nhận. Dạ. Những ai mà nói là gửi tiền vài trăm, hai ba trăm hay vài triệu đó để có một cái số tiền lớn từ nước ngoài gửi về gì đó là những cái đó là không có nha, lừa gạt nha. Dạ đúng rồi. Dạ rồi. Con con chào ông nha. Dạ con đi luôn. Dạ. Dạ con chào ông. À nhớ rồi. Dạ. Đâu con giờ chú ở đâu mà lâu dữ hả? Dạ con đi đi làm. À dạ. Mình bán vé số mà mình mua vé số nữa không? Mua đứa cháu. Dạ mua cho đứa cháu hả? Dạ mấy hôm nay gần Tết rồi làm được không ông? À để xe bông xà hộp quẹt quý vị. Không sao đâu. Dạ. Đi đâu? Sáng nay trời lạnh quý vị. Mấy em bé ra đường là phải bịt kính thôi. Người ta bo luôn 5.000 phải không? To á. Dạ. Cái mạng mà chú đưa lên á, chú bắt không được. À. Ông bực không được hả? Bắt không được. Dạ. Con ông ơi, bắt không được. Dạ. Hôm bữa con có quay con ghi hình ông á, thì có cô Ngọc ở nước ngoài có gửi tặng ông 1 triệu để ông ăn Tết nha. Thì con nói qua đây gửi lại với ông à. Dạ, để biết sao nói sao giờ. Nó là trả cái vậy là tôi nó cũng rất cảm ơn. Chứ ngoài ra thì là trả không có làm gì được đó. Dạ con gửi ông nha. Con gửi ông 1 triệu của cô Ngọc à. Con ghi gì đây? Dạ con ghi tên thôi, cỡ con sợ con quên á. Dạ còn đây là chai dầu của cô Oanh ở Cali á. Dạ có gì ông dự để sức nha. Dạ, con chúc ông nhiều sức khỏe nha, năm mới vui vẻ. Chú tên gì? Dạ con tên Thành ạ. Dạ. Bắt cái lít tinh thần ra các trường. Dạ không ông. Ông gõ Vina TV. Vina TV. Dạ Việt Nam TV á. Rồi. Ông gõ Vina TV. Dạ. Là sẽ có ông ở trên đó nha. Rồi. Dạ ông muốn xem lại thì ông lên gõ ở trên đó. Rồi. Dạ rồi thôi con năm mới chúc ông nhiều sức khỏe nha. Dạ chúc chú mạnh khỏe ha. Dạ. Chúc những người tài trợ tôi là cũng. Dạ cô Ngọc với lại cô Anh. Dạ. Chúc cô Anh. Dạ. Nói gì hơn tôi cũng cảm ơn tấm lòng của hai cô đó. Tôi cũng chúc hai cô đó được mạnh khỏe. Rồi khỏe trên đời sống người ta. Rồi con cảm ơn ông nhiều nha, con đi luôn. Dạ con chào ông. Quý vị thân mến, hiện tại sáng hôm nay Phương Thảo đang có mặt tại đường Dương Bá Trạc thuộc phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh quý vị ạ. Thì vì sao mà sáng hôm nay Phương Thảo có mặt tại đây thì có gì tí nữa Phương Thảo sẽ quay rồi chia sẻ đến toàn thể quý vị nha. Phương Thảo đang đi tìm
nhà của một người mà chắc quý vị cũng đã từng quen thuộc rồi. Nếu mà quý vị nào mà là khán giả thường xem những hoàn cảnh khó khăn, hay là những khán giả thường xem ẩm thực ở trên YouTube. Ủa Thành ơi, qua cầu cho Thành, ý là vào hẻm. Em ra ở đây đón anh được không? Anh đang đứng ngay cái cầu này. À rồi, thấy em rồi. Rồi. Oh, chào em. Để xe đây được không em? Dạ được. Anh dẫn nó đi để em khóa xe được nha. Đây, không biết là quý vị có quen không? Nếu một vị nào mà xem ẩm thực hoặc là xem những hoàn cảnh khó khăn thì chắc chắn sẽ biết em Thành. Đường hơi khó tìm nha. Dạ. Đường hơi khó không. Tìm. Tính nhanh, nếu mà anh đi đường ngoài kia nó còn khó hơn, đường này thì dễ. À, dạ. Dạ. Nhờ em khóa lại chiếc xe quý vị. Thì trước khi mà Phú Tha ghi hình này thì Phú Tha có gọi điện thoại cũng như là xin phép em Thành quay rồi quý vị. Làm bánh xong chưa? Dạ, em đang pha bột. À, đang pha bột. Em đợi nước sôi mới đổ. À, chờ nước sôi mới đổ. Ở đây nguy hiểm lắm nên phải khóa cẩn thận. Hôm bữa em mém mất luôn á. Mém mất luôn hả? Dạ. Trời. Hôm bữa nó phá banh luôn. Phá luôn, banh luôn. Nhưng dạ. Mà sao em phát hiện ra? Dạ, em phát hiện ra. À, vừa em phát hiện ra cũng may ha. Được chiếc xe đi làm mất là xong luôn á. Dạ. Đây, vị mời quý vị vào nhà. Nhà của em Thành. Đó. Chắc quý vị cũng quen thuộc với hình ảnh này rồi. Nếu mà quý vị nào mà xem ha. Còn quý vị nào mà chưa xem thì chắc hơi lạ. Ăn cơm trưa chưa? Dạ em đang nấu ăn. À, đang nấu ăn luôn hả? Dạ. Vừa làm bánh vừa nấu ăn luôn. Dạ em nấu bánh, em nấu ăn. À, vừa đổ bánh em nấu ăn. Ồ, chào em. Đây là vợ của em á hả? Dạ, đây là em. À, rồi, hai vợ chồng. Anh cũng có xem ở trên mạng rồi, cũng có nhìn thoáng thoáng qua nên biết. Nghe nói hai vợ chồng cũng chăm chỉ làm ăn lắm. Hình như là mình còn ở chung với lại bà cố đúng không? Dạ, đúng rồi. Hiện tại thì cố đang ở trên hả? Dạ, cố em đang trên lầu. À. Tại vì ở dưới đây không có không gian để mình ở dưới đây ha? Dạ. Chủ yếu là mình sống ở trên đúng không? Hai vợ chồng trẻ. Nhưng mình cũng có một em bé rồi phải không? Dạ, hai em. Hai em rồi hả? Dạ. À, đứa lớn nhất là mấy tuổi? Dạ, 6 tuổi. À, còn đứa sau là? Dạ, 2 tuổi mấy. 2 tuổi mấy ha? Hình như anh mới biết tên của Thành là, còn em tên gì? Dạ, em tên Cúc. Cúc ha? Dạ. À, Cúc. Đây. Hiện tại là mình đang ở công đoạn nào rồi vậy Cúc? Dạ, em xay đậu. Xay đậu, bây giờ là sao đậu? Cái đậu này là sáng mình mua sau đó mình xay xong mình ngâm hả? Dạ, nấu thẳng, vo xong nấu luôn. À, vo xong nấu luôn. Đậu xanh. Bên đây thì vừa đổ bánh, còn bên đây thì Thành nấu cơm buổi trưa. Tại vì bây giờ cũng 11 giờ rồi. Thành năm nay là bao nhiêu rồi nhỉ? Em 25 nè. 25 hả? Dạ. À. Thành còn nhớ anh không? Không biết là Thành có nhớ anh không ta? Dạ. Chắc không nhớ hả? Dạ. Bữa nay em còn bán bên đường Nguyễn Thị Thập không? À, anh là cái anh mà bữa anh quay từ xa em đi lại đúng không? Lâu lắm rồi, cách đây cũng phải 2 năm rồi. Buổi chiều á, anh thấy em bưng cái khay bánh đi bán bên đường Nguyễn Thị Thập á. Sau cái anh xin phép em quay, mà lúc đó em bận đi bán á. Dạ. Cái anh xin phép em là chụp cái tấm hình của cái mâm bánh. Dạ. Sau đó thì em đi thôi. Nghĩa là cũng có duyên từ 2 năm trước rồi. Dạ. Gặp nhau 2 năm trước rồi, nhưng mà chắc là em bán nhiều khách nên em quên rồi. Đúng rồi, em khách quen em nhớ không nổi đúng không ạ? Ừ. Khi em bán nhiều quận lắm. Ừ. Khách quen em nhớ không nổi luôn. Vậy là bữa nay thường là hay là đi bán ở đường nào? Dạ, bữa nay chắc em bán ở quận 7 quá. Quận 7 hả? Thường như vậy mà để mà làm được cái bánh thì mình mất khoảng bao nhiêu lâu á? Dạ. Lâu không? Dạ, 9 tiếng mấy, 2 tiếng. Ý là từ cái lúc mà mình đi mua đậu này nè. Đậu này là như là mình mua sẵn hay là? Dạ, mua xong em về nấu. À.
sao mình không lấy cái số lượng nhiều á cho nó đỡ tiền. Cái đầu này mình mua một ký nhiều tiền không? Dạ một ký 45.000. À 45.000. Mình đã người ta làm cái vỏ sẵn cho mình rồi hay là mình về mình làm vậy em? Dạ người ta làm vỏ sẵn. Cái này nước dừa ha? Dạ nước dừa đi rồi. Mình phải xay từng cái công đoạn cần từng cái như vậy đúng không? Chứ dạ. Không có cái lớn để mà xay cùng một lúc đúng không? Dạ. Xay bằng máy sinh tố. Chừng này thì mình xây khoảng bao nhiêu cái xây này á? Dạ. 10 lần không? Dạ cả đó. Rồi đó hả? Còn bên đây là cái nước dứa là mình để lên sau vùng của cái hộp bánh đúng không? Dạ. 3 lớp, mình lớp dứa 3 lớp, lớp đầu 2 lớp. À đầu là 2 lớp, dứa 3 lớp. Dạ. Rồi cái này xây xong là mình múc vào cái hộp, sau đó mình bỏ lên đâu mình chinh. Này giỏi ghê không? Trưa nay định ăn món gì vậy anh? Dạ sườn chiên. Sườn chiên hả? Dạ. À. Trong nhà là thường là các buổi là em nấu ăn hết luôn hả? Dạ đúng rồi, tại vợ em có chỗ bánh rồi. À vậy. Sườn chiên đang làm nước mắm hả? Dạ em đang làm đồ ướp. À ướp. Hôm nay gần Tết rồi bán rồi có được không? Dạ cũng bình thường anh này. Một mình là ngày được bán được bao nhiêu cái? Khoảng 200 mấy. À, nhìn sườn ngon ha. Nhìn tay gấp rồi cũng chuyên nghiệp lắm quý vị. À. Quê mình là ở đâu hả anh? Dạ em thì em ở Kiên Giang anh. Kiên Giang hả? Dạ nhưng mà từ nhỏ lớn em sống trên đây không mà em không có quê. À lâu lắm mới về một lần. À về nhớ cái quê còn ai không? Dạ còn cô cậu. À còn cô cậu hả? Kiên Giang mà em ở huyện nào? Dạ Dòng Điền. Hình như chủ nhật này anh cũng đi đám cưới Kiên Giang. Dạ mà anh quên coi cái thiệp ở đâu. Em là Dòng Điền. Chờ một thời gian sau đó mới bỏ vào nồi. Cô ta quay cùng lúc hai vợ chồng luôn nha quý vị. Một bên là nấu ăn, còn một bên là làm bánh nha. Cái này là bột mì hay bột gì vậy? Dạ bột năng. Bột năng hả? Thực ra thì Phú Tha cũng ăn bánh dê lợn nhiều quý vị, nhưng mà chưa bao giờ Phú Tha được từng mắt chứng kiến làm bánh. Tại vì nếu mà ở miền Tây thì chắc chắn sẽ quá rành về loại bánh này rồi, nhưng mà ở miền Trung thì rất là hiếm quý vị. Miền Trung hầu như là không có ai làm luôn. Trong quá trình mà chờ thịt ướp quý vị thì Thành nấu canh. Hôm nay chắc ăn hai món ha. Dạ đúng rồi. Nhà có em bé lúc nào cũng phải có canh á. À. Tết này mình đã sắm sửa gì nhiều chưa? Dạ, sắm đồ Tết cho mấy đứa nhỏ rồi. À, sắm cho mấy đứa nhỏ ha. Dạ. Hồi xưa mình nhỏ thì mình cũng mong được tới Tết để có áo quần mới ha. Dạ. Bây giờ con cũng vậy. Nhà ở đây mình thuê nhiều tiền không Thành? Dạ 3 triệu một tháng. 3 triệu. Mà bị nước luôn cũng 4 triệu đó chứ. À.
nếm quý vị. Chuyên nghiệp không? Anh quay về mà có cái gì ngại thì nói anh nha. Dạ đâu có đâu ngại anh. Có thể là không quay hoặc là nếu mà quay rồi thì anh về anh cắt nha. Dạ. Cho nó thấm tí hả? Dạ. Có nhiều người quay em như vậy á. Dạ. Rồi ở dưới quê rồi cô chú rồi xem rồi có biết không? Dưới quê em là vùng sâu vùng xa luôn á, em không biết có mạng luôn á. À vậy hả? Dạ. Hiện tại ở dưới bây giờ là có điện nhưng mà điện phải xài giống như là câu từ người khác vô. À vậy hả? Điện như mình trên đây. À. Toát hết mồ hôi. Nóng nóng nhưng mà chắc là quen rồi đúng không? Dạ đúng rồi. Bảo bánh chúng không nóng hơn. À. Bảo bánh nó hơi bóc quanh nó nóng lắm. Dạ. Bánh này là hồi xưa em có đi học không hay là ai chỉ lại cho em? Dạ, nào? Dạ, này của dì em á. À, dì chỉ lại hả? Dạ. Dì dạy lại. Dạ, em phụ rồi, dạ em học nghề. À, vợ phụ rồi, vợ phụ nghề. Cũng may có được cái nghề ha. Ủa, vậy là vợ em như vậy là còn em là làm gì hồi trước khi mà đi bán bánh? Em làm gì? Dạ, em phụ dì em. À, cũng phụ dì làm bánh luôn? Dạ, đúng rồi. Không phải, em lãnh lại bánh của dì em. Với lại em phụ dì em bán hủ tiếu, phở rồi á. À. Tiền gì quá ha, cắt tiền hành luôn. Mấy bé ăn nên mình không cho ớt rồi ha. Dạ đúng rồi. Bỏ gạo nấu cơm. Rồi cái công đoạn xay bột đã xong, xay đậu xanh đã xong. Tí nữa thì sẽ cho vào để hấp. Đây là những cái sừng đã chuẩn bị sẵn mà. Ở đây mà quý vị biết vì sao mà Thành dùng những cái sợi mà không có bằng nhau như vậy không quý vị? Tại vì sao Thành? Dạ, tại cái mùa trước cái mùa sau cho nên không có giống nhau được. À vậy hả? Nhưng mà ban đầu đó thì anh cứ nghĩ là do cái con đường của mình nè. Cái con đường của mình đó. À. Từ đầu nó đi vào nhỏ, từ từ nó vào to, mình trừ cái đường mình đi. Còn nếu mà mình xài nó bằng nhau thì mình không có đường để đi á. Anh là nghĩ như vậy. Nghĩa là do mình cái mua trước cái mua sau. Dạ. Nên nó không bằng nhau. Để nhiều lớp đúng không? Lớp đầu tiên là dứa anh ha em ha. Dạ. Rồi khi mà mình chưng nó là khoảng bao nhiêu phút anh? Dạ, 15 phút. 15 phút. Mà càng dày, càng nhiều lớp nó càng lên. À, là nhiều lớp rồi. Rồi, để ba lên ba trái sữa nè. Vậy thì cái lớp này mà chưng chín xong đó thì mới rót thêm tiếp. Dạ. Mới lấy ra mới rót tiếp. Cái này cũng cần phải kỹ thuật ha, không thì nó sẽ đổ ha. Nó mà đổ ra một cái là nó chảy vào trong là nó dính lại luôn á. Rồi xong một sừng. Tắt cho nó đều một xíu em ạ. Dạ. Không nó sẽ đóng lại.
Đây, trong quá trình mà em cúc đủ cái lớp đầu tiên quý vị, thì cô ta qua đây, cô ta lại quay cái em Thành chiên sườn cho quý vị xem nè. Cái này chắc anh phải học hỏi em nhiều quá. Ngoài món này ra thì mình biết được tất cả khoảng bao nhiêu món nè, mình làm được tất cả khoảng bao nhiêu món? Dạ em cũng không biết, nhưng mà món ăn nấu cơm gia đình đó thì em biết cũng nhiều lắm à. Còn như mấy món mà cầu kỳ quá thì em không biết à. Hình như hồi xưa em phù gì em bán gì đó đúng không? Cái dạ đúng em, rồi em biết đúng không? Dạ à. Cái này mình nếu mà cái nghề bánh mà bán không được quý vị, ý là ví dụ thôi, là chắc là chuyển qua nghề bán cơm luôn á. À, nhìn ngon lắm. Xong hai sừng quý vị, hai sừng nhưng mà lớp đầu tiên, hai sừng này sừng thứ ba nè. Mới giữa nắp ra cái sừng đầu tiên quý vị là thấy cái màu xanh nó đẹp rồi đó quý vị. Để tí nữa thì em sẽ đổ trực tiếp lên đây luôn. Ba sừng, còn một sừng bự bên kia nữa. Đây vì sai một hồi á thì cái thịt nó cũng bắt đầu vàng rồi nè. Em Thành mới đào qua một chút xíu. Trời ơi nhìn nó ngon quý vị. Thấy là đói bụng rồi. Bây giờ cũng hơn 11 giờ, gần 12 giờ quý vị. Tranh thủ giúp vợ nữa quý vị, trong quá trình mà chờ thịt đó, thì anh giúp vợ. Anh cũng tên Thành á, giống tên em. Ai tên Thành cũng đẹp trai hết ha. Như vậy là coi như cũng mất cả một buổi sáng rồi đó. Buổi dạ, sáng mà tới trưa chiều luôn ha. Nổ này từ sáng tới chiều cũng xong à, là tới khoảng mấy giờ là xong? Ba bốn giờ. Ở đây em có để ở nhà bán không hay là dạ em không. đi ngoài? Nhà em lúc nào cũng có bánh hết á. À, đợi lúc nào cũng có bánh hết. Nếu bây giờ mà khách mà liên hệ với em á thì em có thể đọc số điện thoại được không? Hay em mua ủng hộ cũng như là như thế nào á, muốn gặp em á? Dạ. 093 119 422, số hộ của em. Đó là số điện thoại của em Thành thôi. Thì ngoài bánh mà em đem đi bán ra thì nhà cũng lúc nào cũng có hết. Nếu mà quý vị muốn ăn thì đến đây. Ở địa chỉ là 432-14 đường Dương Bá Trạc, phường 1, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh. Đây vị đem mà em đang kiểm tra xem thử được chưa. Được chưa em? Em được rồi. À bây giờ đổ lớp thứ hai. Làm chuyện đó rồi. Làm đây lúc đó sẽ xuống ăn. Lên trên dưới này nước sôi không à? Đây. Vì thấy lớp đầu tiên đã chín rồi. Đã được rồi quý vị.
Đây bị cho lớp thứ hai, lớp đậu xanh. Bên chỗ này có ăn à? À, chỉ còn mấy cái lỗ nhỏ nhỏ thôi là em đổ xuống cũng được luôn quý vị. Như vậy là mình bán bánh này như vậy là được bao nhiêu lâu rồi? Nghĩa là từ cái lúc mà hai vợ chồng mình bán lên được bao nhiêu lâu rồi? Không kể từ cái lúc mà em đi học nghề nha, em đi làm cho bà, dạ, cho năm. Dì nha, 2 năm ha. Vậy là năm ngoái anh gặp em ở bên kia là hình như em mới bán ha. Dạ đúng rồi. Anh gặp em ngay chỗ mà vừa đi qua xem đổ nghỉ học đúng không? Đúng rồi, đúng rồi. Về em có kể cho em nghe nè. Vậy hả? Bữa đó anh, em thấy em đi gấp quá, anh chụp có tấm hình. Dạ. Sau này lên YouTube thấy em quá trời luôn. Đó vị cứ như vậy nha, đổ liên tục 5 lớp. Đầu xanh là dứa, sau đó thì đầu xanh, sau đó thì dứa, sau đó lại đầu xanh. 3 lớp đầu xanh, 2 lớp dứa. Đây vị ơi, sau 5 lần đổ nha quý vị. Đây, 2 lớp đầu xanh với lại 3 lớp dứa nè. Thì bánh đã chín rồi. Thì hồi sáng Phô Tha đến thì đổ nhiều lần nó mất rất là nhiều thời gian quý vị, nên Phô Tha về nhà nghỉ trưa một chút xíu, sau đó thì quay lại. Thấy hai vợ chồng Thành làm rất là cực khổ luôn quý vị ạ. Trưa tranh thủ hai vợ chồng không ngủ, rồi bánh này chín thì ra đây để nguội lấy quạt này quý vị, dùng hai quạt cho nó nhanh ráo bánh ha. Dạ đúng rồi, cứ mau nguội. Thì em nãy em mới tâm sự là hôm nay cái dứa nó, cái màu nó không có được đậm quý vị. Nghĩa là do cái loại dứa. Dứa có khi nó đậm, có khi nó không đậm. Nó không đậm mà nó thơm. Nó thơm đúng không? Này dứa hương. À dứa hương. Nó không đậm màu nhưng mà nó thơm quý vị. Đó. Thì sau những cái sừng á là lấy ra để lên bàn. Để sau đó thì lấy những cái sừng đó để làm lại cái mẻ khác. Còn cái mẻ này thì đã xong rồi. Đó, thì bây giờ em lấy bánh ra đặt lên khay. Bây giờ là khoảng 2 giờ 3 giờ kém nữa quý vị. Lắc lắc về ha. Để lên đây là tí mình sắp lại nữa hả? Dạ đúng rồi. Sao không có luôn tiền thì mình sắp luôn đi em. Được không? Dạ em không biết sắp. À không biết sắp hả? Cái này vừa sắp mới được hả? Dạ. Tươi luôn á. Cục lấy tiền tươi luôn. Ăn đó thèm quá. Tại cái công đoạn xếp bánh vào khay thì Thành chưa xếp được. Rồi, xếp vào hộp đẹp quá ha. Wow, đẹp quá.
Một cái như vậy là bao nhiêu vậy Thành? Dạ 7.000 anh. À 5 cái là 35.000. Dạ. Gửi tiền luôn á. Tại vì Phương Tha nãy thì chưa chín thì không sao quý vị, tại vì bây giờ chín rồi á thì thèm quá ăn luôn. Đó, bây giờ thì vừa Thành xếp lên nè. Mình vừa quay vừa ăn nha quý vị. Đây ha, khoa ăn đi. Mới ra lò là ăn luôn á. Lâu lắm mất thời gian. Coi như là cả ngày luôn mà. Từ sáng sớm mà phải đi mua dừa, mua đồ xanh, mua dứa, xay rồi nấu đồ xanh. À, đây là kỹ thuật. Kỹ thuật xếp bánh. Đây ha, giống cái hoa ha. Cái này như hôm bữa anh nghe nó là nặng lắm phải không Thành? Nếu mà nguyên một hai bánh quá đầy luôn á là hai mấy ký. Hai mấy ký, 24-25 ký. Mà Thành vác ở trên vai đi vậy đó. Là lúc em, anh gặp em ở lúc đó là nó ghê dữ á. Không, hồi sáng có không nói. Ồ, quá tuyệt quý vị. Xếp sao mà nó đầy mà nó không có bị vỡ cái bánh quý vị. Thường là mình bán hết khay này á là khoảng mấy giờ hết, khoảng mấy giờ là em về tới nhà? Nếu mà bữa nào bán trung bình á là 8 giờ, tám giờ, giờ hả? Mấy chậm chứ 9 giờ mấy. Còn nếu mà bán được nó thì 7 giờ mấy là được. 7 giờ mấy là hết rồi. Về nhà 8 giờ. Là ở trên nó bị đổ đúng không? Ở trên nó sập chính giữa nó bị đổ. À đúng rồi. Hèn gì Thành xếp không được. Cái này là hồi xưa dì Cúc chỉ lại cho Cúc hả? Dạ không, dì của Thành. À dì của Thành chỉ lại cho Cúc. Biết trên truyền hình có chương trình gì không, đăng ký cho hai vợ chồng Thành đi thi đi chương trình gì hết, biết việc hay gì hết. Đưa 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 Thành một cái đi. À, mời quý vị nhé, nãy giờ cô ta đưa cho vợ cô ta ăn này, quên mời quý vị, mời quý vị nhé. Trời ơi nhìn cái bánh đẹp ghê không quý vị. Đó. Mời vị nhà vừa xem vừa ăn.
Nó dẻo nó thơm đó. Ngon quá rồi. Cái này nó không có bị ngọt quá, nó vừa tới thôi. Mà cái công đoạn làm cái đậu xanh đó, nó quan trọng quá. Cả một quá trình. Tại vì ở trong đậu xanh đó thì có dừa. Mà dừa thì có ngày quý vị. Ngày nó ngọt ít, ngày nó ngọt nhiều. Bây giờ mình rất là khó canh nếu mà không có kinh nghiệm. Dạ, chào ba. Dạ, chào cô. Có dừa chậu. Đầy hiện đại ghê quý vị ạ. Thì nếu mà quý vị muốn thưởng thức thì có gì gọi anh Thành. Em ở ngay đường Dư Bá Trạc, phường 1, quận 8. Cô ta vừa ngồi quay xem hai vợ chồng Thành làm bánh vừa ăn. Con có đạo không? Dạ. Có đạo ông Chúa không? Dạ không, con không có đạo bà. Đạo không à? Dạ con. Dạ không, con không có đạo. Đạo phải đạo gì nữa đi. Dạ. Chơi thiên hạ đó là đạo Phật. Dạ, con không có đạo. Không có thì đứa mẹ nó không có. Dạ, làm vui quá. À, mình đang làm lễ hả? Dạ, làm sao đó Thành? À, mở chỗ kia cho cô làm lễ. Chín mươi tuổi rồi mà. Cô nuôi á. Mà bạn đã lớn cố. Tại vì Thành năm nay mới 25 chứ mấy. Ủa vợ Thành bằng tuổi Thành không? Dạ nhỏ em. Đây quý vị, đây là cái thành phẩm mà sáng giờ hai vợ chồng em Thành làm nè. Cũng như là sáng giờ cô ta qua quay cho quý vị xem là từ đầu tới cuối luôn á. Là ra một cái khay bánh như vậy nè. À, chiều nay em Thành sẽ... Thưa là mình bắt đầu đi bán từ mấy giờ hả Thành? Dạ... 4 giờ 4 mấy em đi. À 4 giờ mấy. Đó, là ngày nào Thành cũng bưng cái mâm này ở trên vai á. Nguyên một cái khay bánh như vậy thì khoảng 20kg. Đó thì Thành ơi, hôm nay anh đến đây á. Thì đầu tiên là anh xin phép em quay cái quá trình làm bánh để cho có quý vị khán giả nào á mà muốn ăn bánh á thì có thể liên hệ em để mua qua em, tại vì anh thấy bánh em cũng ngon đó. Thứ hai nữa là hình như là có một số kênh YouTube quay em, rồi có một chị Vân ở nước ngoài thì chị có xem em đi phát bánh hình như là ở chùa gì đó. Dạ đúng rồi. Đó nên chị cũng rất là mến em, rất là thương em và qua đây thì cũng nhờ em. Chị có gửi là 100 đô. Đây vị 100 đô thì cô ta đổi ra được là 2.352.000. Hóa đếm lại giùm Thành với không? Một trăm đô này thì chị Vân mong muốn là nhờ Thành mua của Thành là 200 cái bánh. 200 cái là 1.400.000. Đó. Thì còn lại cái số tiền còn lại thì chị nói gửi cho em luôn. Coi như là cái công của em cũng như là gửi em hai vợ chồng em để đón Tết đó. Còn bao nhiêu thì gửi lại cho em. Còn nhờ em là đem 200 cái bánh đến cái trung tâm Bừng Sáng ở đường Nguyễn Tri Phương. Thì bây giờ anh sẽ gửi cho em cái số này tiền từ trước. Đó. 100 đô anh đổi ra tiền đó nha. À, hóa được cái điện thoại có cái địa chỉ với lại cái số điện thoại để gửi cho Thành để ngày mai Thành qua đây Thành phát. Cái này thì không có quan trọng là lúc nào.
nghĩa là em cảm thấy lúc nào mà phù hợp với em, hoặc với lại bên liên hệ với bên trung tâm lúc nào mà bên đó, tại vì bên trung tâm Bừng Sáng là hình như là nuôi những trẻ em mà bị khiếm thị á, đó thì em đem qua đó phát giùm nha. Em có số, em có điện thoại, em lưu lại cái số này giùm anh với. Được chưa? Đó, đây là cái trung tâm Bừng Sáng đấy. À, chị Vưng mong muốn là Thành sẽ phát 200 cái bánh đến trung tâm Bừng Sáng ở địa chỉ là 266/5 đường Nguyễn Tri Phương, phường 4, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi qua đây thì cô ta cũng cảm ơn chị Vân rất là nhiều. Dạ em cảm ơn chị Vân. Cảm ơn Thành và chúc hai vợ chồng lúc nào cũng đồng lòng như vậy nha. Thấy hai vợ chồng Thành mà nhiều lúc anh cũng cảm động lắm. Thấy hai vợ chồng vừa chồng thì nấu cơm, vừa thì làm bánh, rồi nhờ cố chăm cháu giúp. Thấy hai vợ chồng cũng đồng lòng, cũng chăm chỉ chịu khó làm ăn. Thì thôi mình cố gắng, hoàn cảnh mình nó không có được giống như những người khác rồi, thì mình cố gắng mình lo cho con cái để sau này con cái nó có những cái điều kiện thuận lợi hơn ha. Rồi qua đây thì cũng sắp Tết rồi, anh chúc em nhiều sức khỏe nha. Cảm ơn ạ. Rồi quý vị chắc là dừng ở đây nha quý vị. Cảm ơn quý vị đã cùng theo dõi clip ngày hôm nay của Phu Tha. Thì clip ngày hôm nay thì có thể là hơi dài, bởi vì nếu mà quý vị nào mà xem đến đây được rồi thì Phu Tha cũng cảm ơn rất là nhiều ạ. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những clip tiếp theo của Phu Tha.